đã từng đổ cả trăm củ vào thị trường chuyển nhượng hè năm ngoái. Tuy nhiên, chiếc cúp FA vừa qua chẳng thể che lấp sự thật Manchester United trải qua mùa bóng thảm họa. Chính vì lẽ đó, ba lãnh đạo quỷ đỏ lại tiếp tục làm căng khi không ngại vung tiền tạo cách mạng. Cơ mà đúng với truyền thống của câu lạc bộ, Manchester United đi đến đâu là bị troll tới đó. Mới đây thêm một phi vụ nữa khiến Man United nhận cái kết đắng khi đối tác tỏ ra phũ phàng. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu điều đó qua bản tin chuyển nhượng hôm nay nhé. Liverpool có đối thủ cạnh tranh vụ học trò cũ huấn luyện viên Arne Slot. Truyền thông Anh tiết lộ Slot mong muốn có cơ hội tái ngộ với học trò cũ tại Feyenoord Geertruida bởi cầu thủ 23 tuổi là trụ cột không thể thay thế ở đội chủ sân Der Kuip trong 3 năm mà Slot dẫn dắt. Cùng nhau, cả hai giúp Feyenoord một lần vô địch Eredivisie và một KNVB Cup. Ngoài ra, sự đa năng nơi ngôi sao người Hà Lan khi cựu sao Sparta Rotterdam có thể thi đấu ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải cũng là điểm cộng để The Kop kích nổ thương vụ này. Tuy nhiên, sẽ không dễ để lữ đoàn đỏ sở hữu Geertruida bởi nguồn tin mới đây từ The Telegraph tiết lộ trung vệ sinh năm 2000 cũng là mục tiêu chuyển nhượng của Tottenham Hotspur hè năm nay. Huấn luyện viên Ange Postecoglou rất hâm mộ tài năng của ngôi sao người Hà Lan và muốn tạo sự cạnh tranh khốc liệt ở vị trí trung vệ mùa tới cho bộ đôi Mickey van der Ven và Christian Romero. Arsenal đón cú hích lớn từ mục tiêu lâu năm. Pedro Neto từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của Arsenal khi giám đốc kỹ thuật Edu Gaspar coi cầu thủ sinh năm 2000 là phương án chia lửa hiệu quả với Bukayo Saka bên hành lang bên phải. Những thông tin pháo thủ thèm khát chữ ký của cựu sao Braga bắt đầu xuất hiện từ năm 2022 và mặc dù Neto có tiền sử chấn thương dài đặc nhưng huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn tin ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ tỏa sáng rực rỡ tại sân Emirates. Mùa giải 2023-2024, dù phải nghỉ thi đấu tới 18 trận, nhưng Neto vẫn ghi tới 2 bàn thắng và có 9 đường kiến tạo sau 20 lần ra sân tại Premier League. Và nguồn tin mới đây từ BBC có thể trở thành tin vui cho cổ động viên đội bóng Bắc London khi tờ báo trên tiết lộ rằng Wolverhampton nhiều khả năng sẽ tạo điều kiện để Neto ra đi ngay mùa hè năm nay sau khi xác định phương án thế chỗ chất lượng. Cụ thể, bầy sói mới đây đã đạt thỏa thuận với chân trẻ cánh 20 tuổi Rodrigo Gomez cũng từ Braga. Mùa trước, Gomez đạt phong độ cao khi thi đấu dưới dạng cho mượn tại câu lạc bộ Estoril Praia với 7 pha lập công sau 30 trận tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Dự kiến trong vài ngày tới, tiền đạo sinh năm 2003 sẽ bay đến Anh để kiểm tra y tế trước khi chính thức đặt bút ký vào hợp đồng kéo dài 5 năm với đội chủ sân Molina. Manchester United nhận mức giá đề xuất vô lý cho bộ đôi phòng ngự. Trong khi Quỷ Đỏ đang chuẩn bị gửi đề xuất cho một số mục tiêu, họ cũng đang nhận được những lời đề nghị cho các cầu thủ của mình. Theo tờ Milliyet của Thổ Nhĩ Kỳ, Manchester United được cho là đã nhận được một lời đề nghị vô lý từ Galatasaray. Câu lạc bộ có trụ sở tại Istanbul rất muốn ký hợp đồng với bộ đôi Scott McTominay và Aaron Wan-Bissaka. Huấn luyện viên trưởng của Galatasaray Okan Buruk được cho là đã ưu tiên hai cầu thủ này trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Tuy nhiên, ngân sách mà Galatasaray đưa ra chỉ trị giá 25 triệu euro, tương đương với 21 triệu bảng cho cả McTominay và Wan-Bissaka. Mặc dù cả hai cầu thủ này đều đang bước vào năm cuối cùng trong hợp đồng, nhưng Manchester United khó có thể hài lòng với lời đề nghị của câu lạc bộ tới từ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Transfermarkt, giá trị thị trường kết hợp của McTominay và Wan-Bissaka là 52 triệu euro, trong đó Scott McTominay được định giá là 32 triệu euro và Wan-Bissaka là 20 triệu euro. Hansi Flick đã tìm ra người kế nhiệm hoàn hảo cho Busquets. Kể từ khi huyền thoại Sergio Busquets nói lời chia tay sân Camp Nou sau 15 năm gắn bó để gia nhập Inter Miami hè năm ngoái, Barca đã thử nghiệm nhiều cái tên chám vào khoảng trống mà ngôi sao người Tây Ban Nha để lại nhưng chưa đem lại hiệu quả. Truyền thông châu Âu thời gian qua đã dự đoán những cái tên tầm cỡ như là Joshua Kimmich hay Martin Zubimendi có khả năng cập bến câu lạc bộ xứ Catalan mùa hè năm nay. Cơ mà trong bối cảnh gặp khó khăn về tài chính, Barca gần như không thể nổ bom tấn. Mới đây, nguồn tin từ Sport đã tiết lộ tiền vệ Angelo Stiller của VfB Stuttgart là cái tên được Flick nhắm tới. Nhà cầm quân người Đức dựa trên những yếu tố về khả năng chơi bóng cũng như mức phí của thương vụ này để chọn lựa những cái tên hợp lý nhất. Nếu chấp nhận chiêu mộ Stiller, Blaugrana có thể chỉ phải trả cho Stuttgart 25 triệu euro, con số vừa sức so với những gì mà đội chủ sân Camp Nou phải tiêu tốn cho Kimmich hay Zubimendi. Với Barca, trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại thì một thương vụ giá rẻ và đầy tiềm năng như là Stiller có lẽ là điều mà ban lãnh đạo câu lạc bộ xứ Catalan nên đặt niềm tin. Bayern Munich sẵn sàng chia tay Kimmich. Trao đổi về tình hình hiện tại của Joshua Kimmich, Fabrizio Romano khẳng định Bayern Munich sẵn sàng chia tay tiền vệ này nếu nhận được một lời đề nghị hậu hĩnh, ký giả người Italia cho biết.
tôi vẫn nhận được nhiều câu hỏi về tương lai của Joshua Kimmich tại Bayern Munich và tôi hiểu rằng quan điểm của Bayern Munich rất rõ ràng, họ không đàm phán một hợp đồng mới cho Kimmich. Tình hình hoàn toàn yên ắng khi cầu thủ này đang tập trung vào Euro, nhưng cảm giác là nếu Bayern Munich nhận được một đề nghị quan trọng đối với Kimmich vào mùa hè năm nay, họ sẽ sẵn sàng xem xét nó, trừ khi họ đạt được một thỏa thuận mới. Mọi thứ vẫn ở chế độ chờ và họ sẵn sàng để cậu ấy ra đi. Hãy chờ xem đội bóng nào sẽ tiếp cận Bayern Munich, nhưng hiện tại thì thương vụ đó chưa có tiến triển. Tuy nhiên, Kimmich có thể là một cái tên đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, cũng như những cái tên khác mà Bayern Munich nhắm đến. Hãy ghi nhớ Jonathan Tah, một cầu thủ mà Bayern Munich muốn mua cùng với João Palhinha. Vì vậy, họ có thể bận rộn với những bản hợp đồng mới. Juventus sẵn sàng chơi lớn mua sao Aston Villa. Để có thể đảm bảo luật công bằng tài chính cũng như tạo ra nguồn ngân sách nhằm tái thiết đội hình, Aston Villa đang cân nhắc khả năng chia tay tiền vệ Douglas Lewis. Cầu thủ người Brazil góp công lớn trong việc giúp Villa giành suất dự Champions League mùa sau. Tuy nhiên, anh hoàn toàn có thể ra đi trong bối cảnh nhiều đội bóng lớn đang tìm cách thuyết phục đội chủ sân Villa Park nhả người. Bên cạnh Arsenal, theo nguồn tin từ nhà báo Fabrizio Romano, Juventus cũng đang xúc tiến cuộc đàm phán để đưa Lewis về Allianz. Trên trang cá nhân, nhà báo người Italia chia sẻ: Juventus và Aston Villa hôm nay lại nói chuyện về thỏa thuận của Douglas Lewis với các cầu thủ trong đó. Samuel Erling Jr. đã được thảo luận như một lựa chọn như đã đưa tin hôm nay, cùng với Weston McKennie cộng tiền mặt để thuyết phục Villa nhả người. Cách duy nhất để điều đó xảy ra vẫn là đưa cầu thủ vào thỏa thuận hoán đổi. Chelsea chốt hạ tương lai Levi Colwill. Trở lại Chelsea sau một mùa giải cho mượn ấn tượng ở Brighton, trung vệ trẻ Levi Colwill được giao một vị trí chính thức dưới kỷ nguyên của Mauricio Pochettino. Dù chơi ở vai trò trung vệ hay là hậu vệ trái, ngôi sao 21 tuổi đều thi đấu từ mức tròn vai trở lên. Thậm chí nếu không gặp chấn thương ở giai đoạn cuối mùa, anh còn có thể để lại dấu ấn rõ nét hơn nữa. Chính vì vậy, phía Chelsea không hề có ý định chia tay Colwill dù nhận về nhiều lời đề nghị. Cập nhật tình hình tương lai của sao trẻ người Anh, nhà báo Fabrizio Romano cho hay: quan điểm của Chelsea về Levi Colwill vẫn giống như mùa hè năm ngoái, không có kế hoạch bán cậu ấy, bất chấp sự quan tâm từ một số câu lạc bộ hàng đầu. Colwill một lần nữa được coi là một phần quan trọng của dự án Chelsea và là nhân tố chủ chốt cho tương lai của họ. Với việc Colwill được giữ lại, khả năng cao Trevor Chalobah sẽ phải rời đi. Chelsea từ lâu đã muốn chia tay ngôi sao người Anh và kỳ chuyển nhượng hè này sẽ là thời điểm quyết định. Manchester United nhận cái kết đắng trong cuộc chiến 60 triệu bảng. Vị trí tiền đạo cánh đã mang đến cơn đau đầu rất lớn cho Manchester United trong những mùa giải gần đây. Dù đã chi hàng trăm triệu bảng để có thể mang về một nhân tố chất lượng, nhưng cho đến nay thì Man United vẫn chưa có được hiệu quả như mong đợi. Thời gian qua, truyền thông đã đưa ra khá nhiều mối liên kết giữa Man United với tiền đạo Michael Olise bên phía Crystal Palace. Cầu thủ người Pháp cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong những mùa giải gần đây. Anh hiện đang nằm trong top các cầu thủ chạy cánh hay nhất Premier League. Mùa trước, Olise đã ghi 10 bàn và đóng góp 6 pha kiến tạo chỉ sau 19 lần ra sân ở Premier League. Chính Man United đã nhận trái đắng bởi cái tên này ở màn đọ sức với Palace vào cuối mùa khi mà Olise biến Casemiro thành trò hề trước khi tạo ra một màn trình diễn ấn tượng vùi dập quỷ đỏ. Đây có thể là lý do khiến Manchester United quyết tâm hơn trong thương vụ này. Tuy nhiên, họ cũng đang vấp phải chướng ngại lớn với sự xuất hiện của Chelsea. Trong bối cảnh Manchester United vẫn đang muốn giải quyết dứt điểm tương lai của Erik ten Hag trước khi tính đến việc triển khai kế hoạch chuyển nhượng, The Blues như thường lệ vẫn sử dụng chiến thuật đánh nhanh rút gọn. Và đó là những thông tin chuyển nhượng hấp dẫn có trong thế giới túc cầu 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn like và đăng ký fanpage để cùng cập nhật những tin tức hot của thế giới túc cầu một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các số bản tin tiếp theo. Hãy nhớ bấm like, subscribe kênh và click vào thông báo để theo dõi các video mới nhất của bên mình nhé.